Một tràng pháo tay cho Chi Chư. Mời lên. Sao nắm hoài vậy? Em căng thẳng quá. Căng thẳng quá hả? Cho hỏi nè, nếu mà được lựa chọn có bồ á thì em muốn có bồ Việt Nam hay là có bồ ở Hàn Quốc? Đàn ông nước nào cũng được ạ. Dạ. Người Việt Nam, người Hàn Quốc, đàn ông nào tốt hơn thì em sẽ lấy người đó. Ồ, lấy luôn chứ không có yêu mọi người. Dạ, lấy luôn. Lấy luôn rồi đó. Giờ muốn lấy luôn chưa hay là sao? Chưa ạ, anh giới thiệu cho em đấy. Cái gì giới thiệu hả? Dạ. Cái gu em sao để biết giới thiệu? Đời ấm áp trong tim và không nói dối. Không nói dối. Và thương em nhiều là thương được em rồi nhiều. Là được rồi. Dạ. Còn không cần tiền bạc gì hết. Tiền bạc thì em kiếm tiền được rồi ạ. Em kiếm tiền được. Trời ơi, phụ nữ hiện đại nha. Anh Minh Sù ơi, em nghe Jinju tả sao giống anh quá. Thật sự luôn á. Dạ, em thấy vậy. Mà anh còn có tài nè, không? Anh còn có đi làm show nè, anh còn có tiền nữa. Anh về với nghề được không? Dạ. À, một tràng pháo tay cho Jinju. Jinju của chúng ta sẽ tiếp tục bước vào cuộc đấu diện kiến với quả cầu bí ẩn số 6. Wingardium Leviosa. Quý vị thân mến, càng về sắp chương trình quả cầu bí ẩn có nhiều phép thuật đến từ nhiều đất nước. Dạ, cái câu thần chú vừa rồi em không hiểu. Anh có biết Harry Potter không ạ? Dạ biết. Trong đó nó có cái câu này. Đó Wingardium Leviosa. Ôi giời, sao vậy giờ sao vậy? Ok, là đây là chiếc kính ma thuật. Trời ơi, đẹp trai quá à. Chỉ có cái câu đẹp trai thôi anh đeo luôn cho em. Trời đất ơi. Cố lên. Cố rồi. Lên đi. Em sẽ đón nhận 5 đáp án gửi cho mình nhé. 2015. Trời ơi. Trời ơi, sự kiện gì đây? 2016. Giờ hỏi đá banh là tôi thua luôn. 2017. 2018 và sợ quá. 2019. Đây là những cái năm mà anh nghĩ là rất là đơn giản thôi. Nhưng dạ, mà cũng khó khăn đấy. Bởi vì là câu hỏi nó sẽ liên quan tới nhiều cái lĩnh vực khác em ạ. Dạ đúng rồi. Và bây giờ câu hỏi chính thức của chương trình là: ồ, thành cổ Babylon ở Iraq được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm nào? 60 giây dành cho Jinju trả lời. Bắt đầu. Loại trừ đi. Em... em không thích màu đỏ. Hả? Sở thích. 42 giây. Màu đỏ. Không thích. Không thích màu đỏ. Thì... cắt không? Kết quả là... Yeah! 2017. Chưa đúng, đúng không ạ? Rồi, tiếp tục. Tiếp theo là màu vàng. Em không thích đi màu vàng luôn. Dạ, em không thích màu vàng. Thì cắt đi. Mà em thấy hôm nay em ghét màu xanh lá. Trời ơi. Rồi, 15 giây. Bé này giờ trời yêu ghét rồi. À, sức. Trời ơi. Anh dặn nè, bây giờ còn có 15 giây mà còn tới 2 sợi dây nữa. Thì em phải nhanh hơn. Dạ, nhanh hơn. Khích đi nha, ok. Đứng ở đây bị áp lực quá anh. Bởi vậy mới nói gia đình sai gia đình một xíu là bảo tố liền. 15 giây tiếp tục. Em ghét luôn hả em? Xanh. Trời ơi, bé không thích luôn. Không thích màu nào hết trơn. Trời ơi. Đó. Ok rồi, 8 giây vô. Năm nay là năm 2019 cho nên là chọn màu trắng. 1, 2, 3. Ủa?
Trời ơi. Trời ơi, buồn tại quá. Sao vậy? Hôm nay mặc áo màu vàng. Dạ. Sao không rồi. Cắt cái màu vàng đi? Tại vì em mặc màu vàng nên là cắt màu vàng thì kiểu như là mất em đó anh. Cắt mất mình luôn đúng không? Thôi không sao cả. Như tiên đoán, những câu hỏi về sau rất khó khăn để vượt qua. Đừng lo, em chỉ bị mất đi 50 triệu cho đội mình thôi mà. Vỗ tay động viên tinh thần cho Jin Siêu. Quý vị thân mến, đáp án của chương trình: thành phố cổ Babylon thuộc về nền văn minh lưỡng hà và chính thức được UNESCO công nhận di sản thế giới sau khi cuộc bỏ phiếu hôm ngày 5 tháng 7 năm 2019 diễn ra. Và Babylon là nền văn minh có chữ viết, chính quyền và sự phát triển khoa học.